Xin chào mọi người ha. Thì hôm nay rảnh rỗi, biết làm gì, thì quyết định nói với mọi người về cái cách mà mình chuẩn bị những cái thiết bị khi mà mình đi rừng, đi cắm trại ha. Thì những cái trang bị mà khi vô rừng của mình á, nó có nhiều món lắm, từ ba lô, quần áo, cho tới đồ dùng ăn uống, cho tới dao, cho tới đèn, rất là nhiều thứ phải chuẩn bị. Thì ngày hôm nay mình chỉ nói về cái phần chiếu sáng thôi, đèn thôi. Đây là ba cái đèn mình thường dùng nhất trong một cái chuyến đi của mình. Thì mình sẽ nói sơ về ba cái như thế này. Thứ nhất là cái con này, con T30, thì rất là thích nó tại vì pin nó rất là trâu. Mình một lần sạc pin thì có thể xài cả đêm chưa thấy nó hết, và chưa bao giờ thấy con này hết pin. Tại vì mỗi lần một chuyến đi về là mình sạc lại rồi, thành ra là chưa bao giờ thấy nó hết pin hết á. Cái con này thì ánh sáng nó sẽ có nhiều cái chế độ. Đây, cái đầu này là cái đèn pin. Chế độ sáng trắng á, thì nó sẽ có như là 1, 2, 3 cái mức sáng. Và cái mức này mình rất là thích là cái ánh sáng vàng, tại vì nó có tác dụng đuổi côn trùng. Có nghĩa là khi mà mình bật cái đèn vàng này mình để, thì mình ngồi ăn uống á, những cái con mùa hóng rồi á, nó không có bù vô, mình sẽ ăn uống rất là thoải mái. Cái này mình đã test rồi, ở nhà ngồi ăn uống bật đèn trắng lên, mùa hóng bay bla bla hết. Thì bật cái này một hồi là không còn con nào hết, lúc đó mình ngồi ăn uống thoải mái. Mình rất là thích cái ánh đèn vàng này. Thứ hai là cái cuối cùng là cái đèn cấp cứu ha, khi mà cần thiết. Thì cái con T30 này mình có thể mua bên chỗ Bằng Tâm á, Võ Viết Tâm, bên cái shop Go Good Số Độc Lạ của Võ Viết Tâm, hoặc là mua bên Phúc Thọ Trần cũng có. Mình rất là thích cái con này. Đó là cái con này ha. Con thứ hai là cái con Claurus này, thì nó cũng pin cực kỳ trâu luôn. Mình chưa bao giờ thấy con này hết pin hết. Một đêm ngủ ở rừng chưa bao giờ thấy con này hết pin. Nó có 3 mức sáng. Đây. Và cái nó có tích hợp thêm cái loa nghe nhạc đó mọi người, bằng Bluetooth nè. Con này thì hình như là một mình đó mình mua bên chỗ tạp hóa EDC chỗ mình lọc á. Thì nó đâu đó 1,1-1,2 triệu gì đó mình quên rồi. Con này cực kỳ trâu, mình xài cũng 2 năm rồi, pin vẫn như vậy hoài. Đây cái biểu hiển thị pin đây. Còn cái con này thì hình như là 500.000. Đó, thì mình hay dùng cái này, mình để ở ngay cái lều và cái võng của mình á. Mình bật cái mức sáng thấp thôi. Mình để như nè, để mình tối mình ngủ á, rất là dễ chịu. Còn cái con này thì mình hay để ở cái khu mình ăn uống, cái bàn ăn á. Buổi tối mình ngồi ăn nhậu á, mình treo con này ở trên. Cái ánh sáng vàng này chụp hình cực kỳ đẹp. Ánh sáng vàng đặc biệt nha. Đi cắm trại mọi người xài con ánh sáng vàng chụp hình rất là đẹp, lên hình cực kỳ đẹp luôn. Con này ánh sáng nào không có phải là vàng, nhưng mà nó cũng là kiểu mà vàng nắng đó, chứ nó không có trắng hoàn toàn. Thành ra là rất là dễ chịu. Mình không thích xài mấy cái đèn mà ánh sáng trắng chó lòa như đèn led đâu. Nó mệt mắt lắm. Nếu mà khi mọi người mở cái đèn này lên á, ban đầu thấy nó hơi tối, nhưng mà một lúc mình quen mắt rồi á, cực kỳ dễ chịu ha. Đó là hai con này. Bữa giờ mình để mình không sạc nó cũng yếu pin bớt rồi. Còn cái con đèn nội đầu này thì cái này của một người bạn người ta cho mình thôi. Đèn nội đầu này thì mọi người muốn đâu cũng được, rất là nhiều loại. Mình rất là thích cái đèn nội đầu tại vì á, khi mà mình đeo cái đèn lên đầu nè, thì hai tay mình nó sẽ trống. Buổi tối mọi người có đi vệ sinh hay là đi cái gì đó, làm cái gì đó, hoặc đi
dọc bờ suối bắt tôm bắt cá, soi tôm soi cá gì đó thì xài một cái đèn này. Hai tay mình trống, mình có thể vịn, mình có thể làm đủ thứ việc hết. Một tay cầm giỏ, một tay vịn cây hay là gì đó, cái tay mình trống nhờ có cái đèn này đeo trên đầu. Mình không phải cầm cái đèn mình rọi rọi vậy mình mất hết một tay rồi. Thì nếu mà ai có nhu cầu mà ví dụ như là xôi tôm xôi cá gì đó thì xài một cái đèn nó có độ sáng lớn hơn, mình xài một cái đèn có cái độ lumen nó cao thì mình sẽ xôi tôm xôi cá được. Còn cái này thì cái lumen nó thấp thôi, nó chừng chắc chừng 100 mấy 200 gì đó, nó xài pin sạc thì mình để đi vệ sinh đồ đi quanh quanh quẩn cái chỗ làm chỗ cắm trại của mình thôi ha. Thật ra thì mình hay xài cái con Energizer, nó xài hai cục pin tiểu 3A đó, mình xài con nó hai cục pin đó, mình xài 5 6 chuyến rồi mà chưa hết pin. Ví dụ mà lúc mới xài nó sáng rực, còn lúc mà mới xài lâu quá thì nó mờ mờ một chút. Đó, tại vì mình không có nhu cầu đi xôi tôm xôi cá buổi tối, ngồi nhậu không xỉn là để gì nữa. Đó, còn ai mà có nhu cầu đi xôi tôm xôi cá thì xài cái đèn nó có độ độ sáng nó cao hơn. Thôi, vậy thôi. Thì đây là ba cái đèn mình hay xài nhất. Thật ra bỏ bớt cái xài hai cái này là cũng đủ rồi nè. Đó, hoặc là như vậy thôi là đủ rồi, đối với mình như vậy là đủ rồi. Mình hay thích đem theo ba cái cho nó nhiều, hàng này có loa nghe nhạc nữa là hai này pin cực kỳ trâu đó. Thì đây là về cái phần ánh sáng khi mà đi cắm trại, nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Rồi có cái phần tiếp theo mọi người muốn mình review về cái món gì á cứ nói đi, comment ở dưới rồi mình sẽ coi, ví dụ như là đồ ăn, đồ uống, nấu nướng, đồ hay là ba lô rồi các kiểu, dao, búa, rìu mình sẽ làm. Ok, cảm ơn mọi người.